Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Xe Đạp Hải Phòng của trang web xedaphaiphong.com. Hiện tại ngày hôm nay là những ngày đầu tháng 5 năm 2018 thì kênh YouTube của Xe Đạp Hải Phòng.com đã được khoảng hơn 1.000 lượt subscribe. Mình đã giấu cái subscribe đi bởi vì mình thấy cái chỉ số nó cũng không quan trọng lắm. Thì mình muốn nói cái vấn đề đấy bởi vì bài có một vấn đề muốn trình bày là không chỉ ở trong tỉnh thành phố Hải Phòng mà các cái quý khách ở ngoài tỉnh, ngoài Hải Phòng gần xa, ví dụ như là ở trong Sài Gòn, có ở trong Bình Thuận, Quảng Trị rất là nhiều, rồi Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Linh, Hà Nội mà muốn mua xe đạp của cửa hàng Xe Đạp Hải Phòng, xedaphaiphong.com thì phải làm như thế nào. Thì trong cái livestream này mình sẽ nói sơ qua về một số cái hình thức mà để cho quý khách lắm được, khi mà quý khách ở tỉnh xa muốn mua xe tại cửa hàng Xe Đạp Hải Phòng.com thì có thể được lắm được một số cái quy cách. Như các bạn đã biết thì quý khách nếu ở tỉnh xa mà có một cách tốt nhất là quý khách có thể bắt xe khách hoặc là đi xuống Hải Phòng, vừa là kết hợp chơi và hai là tham quan qua cửa hàng Xe Đạp Hải Phòng.com để mà tiến hành lựa chọn cho mình một chiếc xe đạp về để mà luyện tập thể dục thể thao là tốt nhất. Thì đó là cách thứ nhất quý khách có thể ấy. Thì địa chỉ và ở trên website xedaphaiphong.com của cửa hàng đã có địa chỉ và có cả bản đồ. Quý khách chỉ cần lên Google Maps hoặc là Google, quý khách gõ Xe Đạp Hải Phòng và quý khách ấn chỉ đường thì quý khách Google Maps sẽ dẫn chỉ đường quý khách đến tận cửa hàng Xe Đạp Hải Phòng.com của chúng tôi. Đó là cách thứ nhất, là quý khách lên trực tiếp đến cửa hàng xem. Đối với quý khách ở xa và không có thời gian điều kiện đi thì sẽ có hai cách sau đây, đó là cách thứ hai và cách thứ ba. Cách thứ hai là quý khách sẽ chuyển khoản qua ngân hàng hoặc qua bưu điện hoặc chuyển tiền bằng cách nào đó thì tùy quý khách, cái số tiền mà bằng số tiền của chiếc xe. Thì khi mà Xe Đạp Hải Phòng, cửa hàng Xe Đạp Hải Phòng.com của chúng tôi nhận được tiền của quý khách thì sẽ tiến hành nhắn tin hoặc là gọi để xác nhận đã nhận được tiền của quý khách và tiến hành đóng gói để chuyển xe cho quý khách. Nhưng mà một số mình thì từ trước đến nay thì mình không thấy, hầu như là 10 khách thì có đến nửa khách là thực hiện theo cách này. Bởi vì tại sao? Bởi vì như các bạn biết thì cái nền thương mại điện tử Việt Nam đến bây giờ thì cũng chưa được phát triển nhiều. Cái lòng tin giữa người mua bán online với nhau thì cũng chưa được gia tăng. Đấy, thì có một cái vấn đề lớn đặt ra ở đây là rất là nhiều khách không chuyển tiền trước để mà mua xe thì bảo là khách quý khách cứ bảo là Xe Đạp Hải Phòng.com gửi xe trước đi. Thì khi mà đến nhà quý khách thì quý khách nhận được xe, nhìn thấy xe thì quý khách sẽ gửi tiền. Đó là đứng về quý khách thì tôi hoàn toàn hiểu. Cái vấn đề là quý khách sợ bị shop Xe Đạp Hải Phòng.com đã nhận tiền mà lại không chuyển xe. Thì mình hoàn toàn hiểu cái vấn đề đó như vậy. Thế nhưng mà ở đây là chúng ta quen nhau qua môi trường Internet và đã có video rất là rõ ràng của chiếc xe đạp rồi. Nhưng chắc chắn là mình cũng không muốn là thực hiện được cái đấy, bởi vì là cái số lượng thành công của cái vụ mua bán này nó không cao, bởi vì là một số người thì hoàn toàn là không tin tưởng theo cách giao dịch này. Thì vấn đề ở đây đặt ra là cái xe đạp nó rất là lớn, nó kích thước ấy, kích thước rất là cồng kềnh, rất là lớn. Thì để mà vận chuyển qua các tỉnh thì cái cước vận chuyển đến nhà quý khách nó cũng vào khoảng từ 100, ít nhất là 100 cho đến 500 nghìn. Nếu mà từ Bắc vào Nam thì nó cũng phải gần 500 nghìn. Thì vấn đề ở đây đặt ra là nếu như quý khách ngày hôm đó muốn mua nhưng ngày hôm sau lại không muốn mua,
hoặc là ngày hôm đấy không đẹp giời, hay là vợ không cho mua, hay là con không thích, hay là rất là nhiều A, B, C, Z, Y, Z cái lý do mà không mua. Và cái lỗi này là không phải do cửa hàng xe đạp Hải Phòng.com, thì buộc lòng chúng tôi là phải quay trở lại, tức là cho cái chiếc xe đó quay trở lại. Giống như tôi cũng ngoài kinh doanh xe đạp thể thao thì mình cũng kinh doanh rất là nhiều mặt hàng như quần áo. Thì quần áo như cái áo này chẳng hạn, mình có thể gửi COD. Đó, quý khách mà không nhận thì mình có thể gọi là hoàn đơn ấy, người ta gọi là hoàn đơn. Thì nó cũng chỉ mất được khoảng 40.000 thôi, tiền hoàn đơn. Thế nhưng mà cái xe đạp thì khác, nếu mà hoàn đơn thì nhẹ thì cũng 200, là gấp đôi lần tiền cước, là đi 100 về 100. Còn nhiều thì cũng phải 800 cho đến 1 triệu tiền cước hoàn đơn trên một chiếc xe đạp. Nên là quý khách mà hiểu cho cửa hàng xe đạp Hải Phòng chúng .com của chúng tôi là chúng tôi không thể gửi xe trước cho quý khách được, nếu như quý khách không có một cái sự đảm bảo gì đó. Thì từ cái việc đó như vậy thì nó sẽ dẫn đến là có một cái cách thứ ba mà mình đã làm việc thành công rất là nhiều đối với các quý khách ở tỉnh xa. Đó là cái cách thứ ba, đó là với những quý khách ở tỉnh lân cận gần, ví dụ như Thái Bình, Nam Định, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Nội, những cái tỉnh lân cận Hà Nam, Ninh Bình, thì quý khách đặt cọc cho xe đạp Hải Phòng một cái chút tiền gọi là làm tin. Làm tin ở đây có nghĩa là gì? Tức là quý khách đặt cọc từ 200 cho đến 300 nghìn thôi là làm tin, để cho trong trường hợp quý khách xảy ra một cái vấn đề gì đó về kinh tế, hay là về tình cảm, vợ không cho mua, ngày hôm nay không đẹp, hay là hôm nay không muốn mua nữa, hay là quý khách nói thẳng ra là có một số quý khách thì đặt hàng cho vui mồm, thì khi mà cái chiếc xe đó được nhà xe, tức là nhà xe khách ấy, để gửi đến cái địa bàn của quý khách, tức là ví dụ như là đến Thái Bình đi, đến bến xe Thái Bình, và nhà xe gọi cho cái số điện thoại của quý khách ra nhận, mà quý khách không ra nhận, thì chúng tôi sẽ lấy cái tiền đó giả gấp đôi lần cho nhà xe, để nhà xe mang cái chiếc xe đó lại từ Thái Bình mang về Hải Phòng cho chúng tôi. Thì cái số tiền đặt cọc ở đây, nó nếu mà những cái tỉnh gần thì nó vào khoảng 200-300 nghìn. Thì một số quý khách cũng coi như đó là cái tiền mà quý khách đi xe khách từ, ví dụ từ, tôi lấy ví dụ từ Thái Bình đi, từ Hà Nội hoặc là từ Thái Bình đến Hải Phòng để xem xe, thì cái tiền 200-300 nghìn đấy cũng vào cái tiền xem xe luôn. Quý khách có thể xem xe ở trên xe khách, ví dụ xe khách mình sẽ gửi theo xe khách là Thái Bình Hải Phòng đi chẳng hạn, thì khi xe khách đến thì xe khách sẽ điện cho quý khách ra xem xe, và quý khách xem xe theo đúng như video và hình ảnh mô tả ở trên website và trên video, chất lượng đúng y như mô tả, các quà tặng đi kèm y xì, thì quý khách tiến hành trả tiền cho nhà xe, trả lốt tiền. Ví dụ như chiếc xe 4,5 triệu, quý khách đặt cọc 300 thì còn 4,2 triệu, thì quý khách trả lốt tiền 4,2 triệu cho nhà xe, thì nhà xe thu hút nốt tiền, và quý khách cũng được cầm lấy tiền, cầm chiếc xe tận mắt tận tay và không sợ bị lừa, đúng không ạ? Và chúng tôi, nếu như trong trường hợp quý khách không nghe điện thoại và đặt hàng cho vui mồm, hay là ngày hôm đấy không đẹp, hay vợ không cho mua, hay con không thích, rất là nhiều lý do để mà hoàn đơn, thì chúng tôi sẽ lấy cái tiền 200-300 nghìn đó, chúng tôi giả gấp đôi hai lần cước cho nhà xe. Đó là cước thứ nhất là từ Hải Phòng đi Thái Bình và từ Thái Bình quay trở lại Hải Phòng chẳng hạn như thế, nếu là khách quý khách ở Thái Bình. Thì chúng tôi ở trong cái vấn đề này, chúng tôi không hoàn toàn 200-300 nghìn này, chúng tôi không có một cái lợi nhuận gì ở đây hết, mà chúng tôi chỉ là cái công gửi đi gửi lại và để trả cái công hai lần cước cho nhà xe mà thôi. Thì cái cách này ấy, là xe đạp Hải Phòng.com đã bán được cho rất là nhiều khách hàng. Thì có một số cái câu hỏi đặt ra, vẫn có một số quý khách đặt ra một số câu hỏi nữa là bây giờ tôi chuyển cho anh 200-300 nghìn chẳng hạn như thế, hoặc là 500 nghìn nếu mà quý khách ở tỉnh xa, ví dụ như là cước xe mà nếu mà ở Quảng Ngãi ấy, thì nó khoảng 400 nghìn một chiếc nếu mà gửi xe khách, còn gửi bưu điện thì nó rẻ hơn. Nhưng mà gửi bưu điện thì bưu điện lại không có cái dịch vụ thu hộ tiền khi mà quý khách nhận xe, tức là gọi là COD cho những cái sản phẩm lớn, mà bưu điện chỉ có dịch vụ thu hộ tiền khi quý khách nhận những cái chiếc áo hay những cái vật COD nó nhỏ nhỏ thôi. Còn thu hộ tiền nhận xe thì bưu điện không có, nên là rất là khó để mà làm cái với cái sản phẩm xe đạp, thì chỉ có làm với xe khách là dễ nhất. Thì xe khách thì
chạy tuyến cố định ở Hải Phòng thì xe đạp hải phòng.com sẽ có nhiệm vụ để mà thu lại tiền, thu tiền từ quý vị với xe khách, làm việc với xe khách. Thì cái vấn đề đấy là cửa hàng chúng tôi chịu trách nhiệm. Một số quý khách thì vẫn đặt câu hỏi là thế bây giờ tôi chuyển tiền cho ông từ 2-300 nghìn mà ông không chuyển xe cho tôi, tức là ông ăn luôn 2-300 nghìn của tôi thì sao? Thì mình thật sự là với câu hỏi này thì mình cũng không biết trả lời thế nào luôn. Thì thật sự là cũng không nói gì về uy tín của cửa hàng mình, bởi vì mình cái đấy mình không cần trình bày, tự quý khách sẽ hiểu, quý khách sẽ biết. Bởi vì nếu như mà làm ăn mà không ổn ấy thì chắc là không tồn tại được nhiều năm như thế này. Thì một số quý khách vẫn là còn nghi ngại, thì mình cũng chỉ biết khuyên quý khách là hãy thôi không cần mua ở xe đạp hải phòng.com nữa, và hãy tìm một cửa hàng bán xe đạp tương tự ở quanh gần nhà, hoặc là quý khách có thể đi xe khách tới một cái cửa hàng nào đó gần đó và quý khách mua tận mắt, sờ tận tay, thì quý khách có thể yên tâm hơn. Thì đấy là mình cũng chỉ biết khuyên quý khách là như vậy. Thì một số cái shop khác ấy thì thường là sẽ chụp lại cái ảnh khách đã mua xe, hoặc là nói chung là làm một số cái động tác mà để mà tạo lòng tin cho quý khách gần xa. Và tại sao xe đạp Hải Phòng không làm như vậy? Thì mình sẽ trả lời câu hỏi này ở những live stream tiếp theo. Xin mời quý vị và các bạn đón xem những cái live stream trả lời câu hỏi tiếp theo. Và trong live stream này mình chỉ trả lời câu hỏi là làm thế nào để quý khách tỉnh xa mua xe tại xe đạp hải phòng.com. thì có 3 cách. Một là quý khách hãy đến trực tiếp bắt xe khách, hoặc đi theo phương tiện cá nhân của mình đến trực tiếp xe shop xe đạp hải phòng.com để mua, tiến hành mua. Hai là chuyển khoản toàn bộ 100% số tiền xe, và cửa hàng sẽ tiến hành giao xe theo đường bưu điện hoặc đường xe khách. Và ba là đặt cọc 200-300 nghìn hoặc đến 500 nghìn, hoặc tùy theo cước xe quý khách ở xa hay gần. Và xe đạp hải phòng.com sẽ giao lốt giao xe cho nhà xe khách, và xe khách sẽ giao xe cho quý khách và thu lốt tiền số tiền còn lại. Vâng, xin cảm ơn quý khách đã xem cái live stream trả lời câu hỏi này. Và nếu có cái vấn đề gì mà còn thắc mắc thì xin quý khách hãy comment bên dưới cái live stream này, hoặc là comment bên dưới cái video trên nền tảng YouTube này để xe đạp hải phòng.com trả lời các quý khách. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video trả lời câu hỏi tiếp theo.